Vợ chồng ca sĩ Jaiki và diễn viên Mai Anh dính ồn ào cãi nhau với chủ quán bánh cuốn. Sự việc được bàn tán sôi nổi trên mạng. Mới đây, chủ quán bất ngờ lên tiếng kể rõ sự tình. Theo đó, hai bên đã có những lời qua tiếng lại khá căng thẳng. Khi vợ chồng Jaiki chuẩn bị lên xe để rời đi, người bán hàng bất ngờ tác động đến khuôn mặt của Mai Anh. Sau đó, Jaiki lớn tiếng đáp trả với thái độ khá hung hăng. Sau khi đoạn clip được lan truyền, nhiều người bày tỏ sự không hài lòng với thái độ của cả hai vợ chồng Jaiki, Mai Anh. Có ý kiến cho rằng cả hai đã có cách cư xử thiếu chuẩn mực và mất bình tĩnh trước mặt công chúng, đặc biệt là khi họ đều là những người nổi tiếng, cần giữ bình tĩnh và kiểm soát hành động của mình tốt hơn. Vụ việc vừa lắng xuống chưa lâu thì mới đây, một du khách người Việt cũng đã tới quán bánh cuốn này và được cô bán hàng kể lại sự tình. Tài khoản này còn đăng tải đoạn video chủ quán nói về lý do vì sao cô nổi giận với vợ chồng Jaiki. Cụ thể, theo những gì người bán hàng kể lại trong đoạn clip, cô cho biết vào ngày đó, một nhóm khách đến quán gồm 8 người nhưng chỉ đặt 2 suất bánh cuốn và sau đó lấy đi 12 chiếc bát. Hơn nữa, sau khi ăn xong, họ không chỉ để bát đĩa trên bàn mà còn vứt xuống đất. Chủ quán còn bổ sung, thái độ của hai người đó không tốt, họ mắng tôi nên tôi cũng mắng lại. Hiện không rõ thực hư ra sao nhưng đoạn video này đã khiến dân tình tranh cãi dữ dội. Trước đó, phía Jaiki thì lại giải thích do phía chủ quán có thái độ cằn nhằn, khó chịu khi vợ chồng anh gọi đồ ăn ít và xin thêm nước chấm. Vì không hài lòng trước thái độ của người bán hàng, vợ chồng anh quyết định thanh toán và rời đi. Jaiki kể thêm, khi mình ra lấy xe, vợ mình có mua xiên thịt hàng khác để ăn thì tiếp tục bị cô đi theo la mắng nên biểu cảm không được thoải mái. Sau đó cô bất ngờ có những hành động tác động lên vợ mình nên mình bộc phát lên tiếng như trong video. Jaiki tên thật là Trần Anh Quân, sinh năm 1993 tại Thanh Hóa. Anh được biết đến khi tham gia cuộc thi Việt Nam Idol 2013. Mặc dù được đánh giá cao và gọi là hoàng tử ballad nhưng Jaiki cũng chỉ lọt top 10, không giành được thứ hạng cao nhất. Sau cuộc thi, anh theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp và có một số ca khúc được đón nhận như Đừng Như Thói Quen, Anh Yêu Em, Điều Lặng Thầm Trong Anh Đã Mất Em. Trong đó ca khúc Đừng Như Thói Quen song ca cùng Han Sara do nhạc sĩ Dương Khắc Linh sáng tác được cho là ca khúc nổi nhất của Jaiki. Thế nhưng, bài hát này lại bị dính nghi vấn đạo nhái nhạc của Trịnh Thăng Bình. Hiện tại, sự nghiệp ca hát của Jaiki khá mờ nhạt vì không có bản hit. Về phía vợ Jaiki, Trương Hoàng Mai Anh, cô là cựu hot girl và người mẫu lookbook nổi tiếng tại Hà Nội. Mai Anh nhận được sự yêu thích của giới trẻ nhờ gương mặt xinh xắn và phong cách sang chảnh, thời thượng. Hot girl Hà Thành từng xuất hiện trong các MV ca nhạc và phim truyền hình như Tuổi Thanh Xuân, Bánh Đúc Có Xương, Ma Làng 2. Jaiki và Trương Hoàng Mai Anh công khai hẹn hò vào năm 2021 sau khi tham gia chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Cũng trong năm đó, cặp đôi thông báo đã đăng ký kết hôn và đón quý tử đầu lòng chào đời. Mãi đến tháng 6 năm 2023, cả hai mới chính thức tổ chức đám cưới. Như những đôi vợ chồng trẻ khác, Jaiki và Mai Anh thường xuyên đăng tải những bức hình ngọt ngào, hạnh phúc lên mạng xã hội. Tuy nhiên, cặp đôi lại không được lòng công chúng khi liên tục có những phát ngôn, hành động mất thiện cảm nơi công cộng.